đàn hạt thiên thần hay gì ta ác quỷ đây? Họ không bao giờ có thể chơi chung. Mọi thứ trong cửa hàng kẹo trông thật ngon, không thể nào chọn được. Mình muốn mọi thứ, nhưng mình không có tiền. Bé cưng, sao em buồn thế? Đây, mua thứ gì ngon ngon đi. Sự thật thì em có thể tự lấy mọi thứ mình muốn. Cửa hàng vũ khí là một sự cám dỗ thực sự khi bạn là chuyên gia. Wow, mình muốn hết luôn. Đó là điều mình đang tìm kiếm. Mình không có đồng nào hết. Tội nghiệp, đừng lo lắng. Được rồi, mình sẽ giúp bạn giải quyết. Wow, cảm ơn rất nhiều. Giờ mình có thể mua mọi thứ. Mọi thứ mình cần để cướp ngân hàng. Các em, cô có một bài tập rất thú vị và nghiêm túc cho các em. Mỗi người nhận một quả trứng. Hãy cẩn thận nha. Bài tập cho tuần tới là biến quả trứng này thành một chú gà con. Chà, một tuần đã qua. Cùng xem kết quả của các em nào. Một bé cưng màu vàng nở ra từ quả của em. Tuyệt quá đi. Tụi mình giống hai hạt đậu trong một cái vỏ. Dave, em chưa thực sự hiểu bài tập rồi. Hãy gặp gà của em. Đừng nhìn. Điều này thật dã man. Các bạn tin sao? Mình đang đùa đấy. Bé gà của mình đây. Ôi Emily, nó thật đáng yêu. Anh thích nhà hàng này. Anh hy vọng em cũng thích. Nó thật lãng mạn. Chỉ có anh và em. Em yêu, cảm ơn vì mời anh đi chơi. Anh yêu đồ ăn ngon. Bạn đang nhìn chằm chằm gì đấy? Trang điểm quá nhiều. Cái gì? Ngươi là ai? Cơn ác mộng tồi tệ nhất của ngươi đấy. Ác mộng là tên đệm của ta đấy. Làm ơn dừng lại đi, ngay lập tức. Cố lên, đánh anh ta đi. Gì cơ? Anh có thể tự giải quyết anh đánh với ai và đánh khi nào. Anh không cần bất kỳ lời khuyên nào. Cặp chị em giàu có của tụi mình cũng đến trường đại học. Các em sẽ làm bài kiểm tra hôm nay. Không gian lận. Chào buổi chiều, món quà này dành cho thầy. Một buổi massage kiểu Thái. Cảm ơn em. Dạy học có quá nhiều việc. Tuyệt. Wow, họ thật giỏi ở việc mình làm. Ở đây bạn cần nỗ lực rất nhiều. Các cậu, thành công rồi. Đây là đáp án của bài thi. Thật may mắn làm sao. Cùng xem đáp án mà họ điền nào. Đúng hoàn toàn. Jeff, không sai một lỗi nào. Thật đáng kinh ngạc. Đây là đơn hàng của mình. Cảm ơn. Hãy giữ tiền thừa đi. Mấy cái camera này sẽ rất hữu ích. Wow, tụi mình đang có mặt ở chương trình máy quay ẩn. Có một cái máy quay khác. Chúng ở khắp mọi nơi. Tụi mình phải làm bài kiểu gì đây? Các cậu tắt cái này bằng cách nào? Máy quay ngu ngốc. Hả? Thầy thấy mọi thứ. Đừng hòng cố gắng gian lận. Bắt được rồi Dave. Cảm ơn Emily. Món quà của em hóa ra thật hữu ích. Em xứng đáng được nhận điểm A cộng. Cảm ơn thầy. Vỗ một cái, vỗ hai cái. Tụi mình là đội tuyệt nhất. Woohoo! Hẹn cậu ở buổi tập luyện. Chào Alex, trang điểm tuyệt đấy. Đây sẽ là buổi trình diễn cổ vũ nóng bỏng nhất. Mình sẽ cố gắng hết sức. Mình cũng yêu cậu.
Cậu đang có bắt đầu một đám cháy đó sao? Hả? Này, ôi trời, lửa tắt mất rồi. Một ngày thu nắng ấm, chứa đầy cảm xúc tốt đẹp, nhưng không dành cho tất cả mọi người. Mình đang lạnh cống, không một đồng xu nào. Một ngày thật tuyệt. Hả? Ồ, điều này buồn quá đi. Chị cần giúp đỡ không? Có chứ. Đây là một ít tiền. Cảm ơn. Hả? Này, cái gì dễ có thì cũng dễ mất. Điều này thật tệ. Một ngày thật tuyệt vời. Mình yêu mùa thu. Ồ, tội nghiệp quá. Không một ai nên buồn vào ngày đẹp trời như vậy. Đây là một ít tiền. Nó sẽ giúp chị. Cái mũ này nhỏ quá. Lấy của em đi. Nó sẽ vừa hơn. Cảm ơn cô gái tốt bụng. Và lấy áo khoác của em luôn nè. Trời đang gió. Chúc một ngày tốt lành. Thật tuyệt vời. Mẹ không biết mình sắp gặp chuyện gì. Mẹ ơi, chúc mừng sinh nhật. Đây là quà của con. Một chiếc bánh sinh nhật. Cảm ơn con yêu. Chiếc bánh thật tuyệt. Con yêu mẹ. Mẹ ước một điều và thổi nến đi nha. Mấy cây nến to quá. Mẹ không thể tự mình thổi được. Nhưng mẹ có một bình cứu hỏa đây. Xong. Mẹ ơi, chúc mừng sinh nhật. Con có một hình xăm dành cho mẹ. Ôi, mẹ thấy không ổn lắm. Ồ, được rồi, con sẽ quay lại ngay. Đây, chúc mừng sinh nhật. Giờ mẹ thích nó chứ. Ôi, con gái. Bánh ngon cực kỳ luôn. Tiệm làm đẹp nổi tiếng này luôn bận rộn. Chào, hôm nay bạn muốn cắt kiểu nào? Chỉ tỉa một chút thôi. Hiểu rồi, mình quên mất dụng cụ. Hả? Mình sẽ không đợi cô nàng cắt xong đâu. Biết rồi. Đồng phục và một cái kéo. Trông mình giống như một thợ cắt tóc luôn. Mình sẽ cắt ở đây và đây. Sợi này thậm chí còn không cân đối. Ở đây và ở đây. Hóa ra việc này không khó đâu. Xong. Bạn đã làm gì thế? Kiểu cắt tóc này siêu phong cách luôn. Bạn chắc chứ? Nó trông khá thú vị. Đừng khách sáo, tạm biệt. Cuối cùng cũng xong. Giờ đến lượt mình. Mình trở lại đây. Chào. Vị khách lúc nãy. Cô nàng cần phải đi. Nhưng mình ở đây rồi. Và mình cần một kiểu tóc mới ngay lập tức. Ồ, chắc chắn rồi. Tuyệt. Chào, mình muốn làm mới tóc của mình. Chào mừng. Hãy bắt đầu nào. Ồ, cổ của mình. Nó đau hả? Tụi mình phải chữa nó. Đây, vệ sĩ. Tụi em cần anh giúp. Bạn luôn có thể tin một chuyên gia. Hai chị em đang chơi bập bênh ở công viên. Cao hơn nữa đi. Wow, vui quá đi. Các cô gái, hai người ở đây quá lâu rồi. Hãy để người khác chơi nữa chứ. Anh vừa mới nói gì đấy? Bọn em sẽ đi khi nào mình muốn. Hiểu chứ? Vẻ đẹp của em làm anh mê mẩn. Cưới anh nha. Này, em đang nhìn chằm chằm gì đấy? Hãy ra khỏi đây thì anh còn có thể đi. Chơi tiếp thôi chị. Bạn thích video của tụi mình chứ? Hãy bình luận bên dưới và cho tụi mình biết bạn thích ai hơn. Thêm vào đó, hãy nhấn nút đăng ký thích video và bấm chuông. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào từ Woohoo qua Motion các bạn nha.